Bất động sản Cường Lên Nhà Bè lại tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà phố với diện tích ngang 5, dài cho 18, có kết cấu một trệt, ba lầu, sân thượng trước sau, một phòng thờ, một phòng đọc sách, 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Và căn nhà nằm trên trục đường số khu dân cư tái định cư phường Phú Mỹ, đường Phạm Hữu Lào, quận 7, tiếp giáp với Phú Mỹ Hưng chưa tới 300m. Và căn nhà view công viên rất là đẹp nha quý anh chị. Đây phía trước camera em là công viên nha. Và ngay căn nhà của mình thì có trường học cấp 1, cấp 2 và chung cư Đức Khải nha quý anh chị. Đó, ngay tiếp giáp đường 15B luôn. Đường rộng 14m. Và mẫu nhà này được thiết kế theo kiến trúc hiện đại. Mặt tiền được đề co rất là đẹp và cũng trồng cây xanh rất là nhiều. Và mời quý anh chị tiến vào bên trong nhà. Hai bên hành lang nhà thì gia chủ trồng những cây kiểng rất là đẹp. Và nhà thì được trang bị với hai lớp cửa. Một lớp cửa bằng sắt, khung sắt và thêm một lớp cửa cuốn bấm bằng tự động. Và bên trong đây là khu vực phần sân trước đậu xe hơi. Quý anh chị có thể đậu được một chiếc xe hơi bán tải rất là bán tải và thêm 3-4 chiếc xe máy. Rất là thoải mái luôn nha. Và hai bên tường thì đối xứng với nhau thì gia chủ trang trí những cái phào chỉ và những cái đèn chiếu rất là đẹp. Trên cũng có thiết kế trần thạch cao và những cái đèn chùm thả. Và bên trên là khu vực phòng khách được đề co rất là sang trọng và hiện đại theo một phong cách luxury. Đó, đây là mẫu nhà được gọi là thiết kế theo mẫu luxury rất là đẹp nha quý anh chị. Ở khu vực phòng khách thì bức tường bên bộ sofa thì gia chủ ốp gỗ và trang trí những cái tranh và có một bộ sofa nhìn rất là sang trọng và quý phái. Đối diện bộ sofa của chúng ta là một hệ tủ tivi. Đây có một sẵn một chiếc tivi Sony 65 inch và kệ tivi. Đó. Mặt bên vách tường bộ tivi thì cũng được gia chủ ốp gỗ luôn nha. Và bên trong là khu vực bếp. Ở khu vực bếp rất là rộng, gia chủ đề co những cái hệ tủ ngăn ra giữa khu vực bếp và lối cầu thang đi lên. Đó. Ở trong khu vực bếp thì rất là rộng rãi, có một bộ bàn ăn nhìn rất là hoàng gia nha, rất là đẹp, gồm 6 ghế ngồi. Và đối diện là tủ kệ bếp bằng gỗ ADF chấm ẩm mới mọc rất là tốt luôn, rất là nhiều ngăn. Đã vào sẵn cho mình máy lạnh, tủ đựng gạo, bếp ga rồi lò phi xám đầy đủ hết. Đây là hệ tủ bếp đa năng. Đó. Với không gian này rất là rộng và thiết kế rất là đẹp nha quý anh chị. Với không gian mở. Đó, căn nhà ngang 5 dài cho 18, có kết cấu một trệt, ba lầu. Đó, cho nên diện tích nhà của chúng ta rất là rộng và thoáng nha. Và sau cùng của căn nhà là phần giếng trời. Ở sau cùng này thì gia chủ cũng làm một cái tiểu cảnh rất là đẹp nha quý anh chị. Ở ngoài này thì trồng rất là nhiều cây xanh. Và trên làm khung sắt và lợp kính phía trên. Đó, ở khu vực này thì mình lấy ánh sáng và gió trời cho toàn thể ở tầng trệt của mình. Và có một nhà vệ sinh nằm ngay ở phía sau cùng này nha. Rồi, quý anh chị đang xem video clip này thì vui lòng xem đến cuối video clip giúp em nha. Vì căn nhà này rất là đẹp nha quý anh chị. Nhà này hướng chính là hướng đông nam, thích hợp cho quý anh chị hướng đông tứ trạch nha. Đó. Gia chủ bán là phun tặng nội thất đầy đủ và công năng sử dụng đầy đủ nha quý anh chị. Rồi, mời quý anh chị tiến lên khu vực tầng 1 của chúng ta. Đó, ở theo lối cầu thang đi lên thì gia chủ cũng làm một hệ thống đèn điện LED chiếu sáng theo lối cầu thang mình đi lên nha. Rất là đẹp. Căn nhà này thì gia chủ đang kêu gọi thị trường giá 15 tỷ 200 triệu còn thương lượng nha quý anh chị. 15 tỷ 200 triệu còn thương lượng. Sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ, hỗ trợ vay ngân hàng, mua bán sang tên nhanh. Rồi, và đây là phòng ngủ đầu tiên của chúng ta, phòng ngủ master. Trong phòng ngủ thì có đầy đủ nội thất, giường nệm sẵn và tủ quần áo, kệ tivi, bàn trang điểm và máy lạnh có đầy đủ. Trong phòng ngủ thì được gia chủ đề co rất là đẹp. Nó cũng trang trí những phào chỉ và những cái tranh. Và hệ tủ tivi của chúng ta kèm theo đó là bàn trang điểm thì có làm những ô kệ và đèn điện LED rất là đẹp nha quý anh chị. Được ốp gỗ luôn nha. Và phòng này cũng có ban công rất là thoáng nha quý anh chị. Đây, ban công rất là thoáng luôn nha. Căn nhà thì view công viên lớn nha quý anh chị, cho nên rất là thoáng nha.
tiếp giáp với Phú Mỹ Hưng chưa tới 300 mét nha quý anh chị. Nằm trên trục đường số đường 14 mét, có đầy đủ luôn rồi. Đó, máy lạnh. Nó tiếp giáp với đường 15B, ngay chung cư Đức Khải, và ngay đây thì có trường học Lâm An Bền cấp 1, cấp 2. Đó, đầy đủ. Ngay chợ Phước Lâm. Đó, có rất là nhiều tiện ích nha quý anh chị. Rồi, mời quý anh chị tiến ra khu vực phòng phía sau. Quý anh chị đang xem kênh bất động sản, đang xem kênh YouTube bất động sản Thường Lên Nhà Bè, thì vui lòng đăng ký kênh giúp em, đăng ký kênh để mình tiếp tục theo dõi những sản phẩm bất động sản tại khu vực Nhà Bè và quận 7, và liên hệ cho em qua số điện thoại 0937889880, em sẽ dẫn anh chị đến xem thực tế căn nhà này, và truy cập website bất động sản thuong len.com nha. Phòng ngủ phía sau thì cũng có đầy đủ nội thất, giường, tủ quần áo và máy lạnh đều có sẵn hết cho chúng ta rồi nha. Gia chủ đã thiết kế hết rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Và nhà vệ sinh thì cũng được sử dụng riêng trong phòng. Giá 15.200.000.000 còn thương lượng nha quý anh chị. 15.200.000.000 còn thương lượng. Đó, quý anh chị quan tâm thì liên hệ cho bất động sản Cường Lên Nhà Bè để mình đến xem thực tế căn nhà này và còn nhiều sản phẩm khác tại khu vực Nhà Bè và quận 7, và vui lòng đăng ký kênh giúp em nha. Rồi, và đây là khu vực trên tầng 2 của chúng ta. Trên tầng 2 thì cũng được đề co như ở tầng 1 nha quý anh chị. Cũng có đầy đủ nội thất, rất là đẹp luôn nha. Đó. Được đề co giống như ở tầng 1 mình luôn. Căn nhà nằm hướng đông nam, thích hợp cho quý anh chị hướng đông tứ trạch. Nhà diện tích ngang 5 dài 18 rất là khoáng nha, 90m2. Đất diện tích sử dụng lên đến 280m2. Một trệt, ba lào, sân thượng trước sau, một phòng thờ, một phòng đọc sách, bốn phòng ngủ và năm nhà vệ sinh. Gia chủ bán là phun tặng nội thất công đầy đủ và công năng sử dụng đầy đủ nha quý anh chị. Rồi, và phòng ngủ phía sau đó, cũng có đầy đủ nội thất luôn. Thì bất động sản Cường Lên xin mời quý anh chị mình sẽ tiến lên tầng cuối cùng nha. Thì tầng 2 của chúng ta cũng được đề co thiết kế như tầng 1, thì mình sẽ đi nhanh hơn một xíu nha. Rồi, mình tiến lên tầng cuối cùng. Đây là khu vực phòng thờ. Ở trên này thì không gian này thì quý anh chị có thể mình để một cái tủ thờ trên này, nhưng mà gia chủ đã trang trí ở đây thì có hai ghế ngồi và một bộ bàn uống trà ở giữa. Và bên này thì có một hệ kệ tủ sách đó trong này, và có một cái ghế nằm đó, mình có thể thư giãn trên này luôn nha quý anh chị, thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi nha. Và phần sân thượng trước của chúng ta đây, phần sân thượng trước này thì cũng được trồng rất là nhiều cây xanh, và ở đây cũng có một bộ bàn, bàn trà, hai ghế ngồi nha, rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, trước camera em là chung cư Đức Khải nha, đường 15B. Đó, nhà thì tiếp giáp Phú Mỹ Hưng luôn, sát bên. Em nhắc lại vị trí của căn nhà. Nhà nằm mặt tiền đường số đường 14 mét, khu dân cư tái định cư Phú Mỹ, đường Phạm Hữu Lào, quận 7, tiếp giáp với Phú Mỹ Hưng, 300 mét ngay chợ Phước Lâm, và có đầy đủ tiện ích, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ, và những ngân hàng. Đó, rất là nhiều tiện ích nha. Và phần sân thượng phía sau của chúng ta thì ở đây thì có sẵn các đường ống máy giặt sẵn hết rồi nha quý anh chị. Mình giặt giũ phơi quần áo ngoài này nha. Và đây là tổng quan chi tiết của căn nhà, được thiết kế theo kiến trúc hiện đại và sang trọng. Bên trong nội thất được đề co theo phong cách luxury. 90m2 đất thổ cư và diện tích xây dựng sử dụng lên đến 280m2. Đó, quý anh chị quan tâm thì liên hệ cho bất động sản Cường Lên mình đến xem thực tế nha. Số điện thoại em có ghém bên tay trái của màn hình, quý anh chị nhìn vào. Và quý anh chị đăng ký kênh YouTube giúp em nha. Và bây giờ em cũng xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem qua video này.